Rồi hello, chào các bạn quay lại kênh Cái Coi Vlog Trần Đức Cường. Bây giờ mình đang ở thị xã Tân Châu, An Giang các bạn. Mình tới làm và thi công cái vật tư của cho một cái hồ 80 khối. Ở đây là một cái quán cà phê và thiết kế thì của chủ nhà, còn tư vấn bên đường ống nước đều của mình, thực hiện online hết nha bạn. Nên mọi việc cũng rất là ok và rất là suôn sẻ. Và mình đã tới rồi, mình kiểm tra rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Và trong cái quá trình lắp vật tư đó của bên mình đó, thì mình sẽ quay chia sẻ với các bạn về từng ô như thế nào đó. Bây giờ trước mắt mình sẽ giới thiệu qua cái hồ, với khung cảnh của hồ cho các bạn xem nha. Rồi mời các bạn theo chân mình vô trong nhà nha. Rồi các bạn, đây là một cái dự án quán cà phê, sân vườn rất là rộng. Và đây là cái hồ nè các bạn. Hồ được chia làm hai phần nha các bạn. Một phần này là cái phần cổng vào thì sẽ nuôi cá mini thôi. Phần này sẽ nuôi cá mini. Và có những cái khe. Những cái khe này thì anh thiết kế kêu là cá mini để nó đi, nó qua lại trong này thôi. Đây, đây là cái hồ từ đây thôi. Từ đây qua đó. Nhưng mà nó vẫn có liên kết chung một hệ lọc và chung một cái hồ lớn nha các bạn. Chung một cái hệ lọc luôn. Thì cái này nó liên kết bằng những cái đường này. Hai cái đường này xuống cái hồ dưới kia. Cái hồ dưới kia thì là cái hồ sâu hơn rất là nhiều. Cái hồ này nó chỉ cả sâu khoảng chừng nước lên nó khoảng chừng 40 thôi. Mà cái hồ này nước lên nó khoảng nước nó không là khoảng chừng 80 mấy các bạn. Gần 90. Và cái hồ này rất là dài. Đây, nó dài quanh, bao quanh một cái quán luôn. Bao quanh một cái quán luôn các bạn. Hồ được thiết kế theo cái từng khu vực, mỗi khu vực một cái hút mặt nha các bạn. Thì tổng cái chiều dài này tới 15 mét dài, nghe bên kia qua 7 mét nữa. Thì chia làm ba cái hút mặt các bạn. Còn hút đáy là ba cái hút đáy. Hút đáy là hút đáy 114, hút mặt là ống 60 nha các bạn. Còn các bạn thấy cái lỗ nhiều không? Lỗ này nè, quá trời lỗ luôn. Đây là lỗ thổi luồng. Ở bên này thì có một cái hút mặt dự phòng ở bên này nữa, nhưng mà mình cũng sẽ gắn luôn chứ. Thì một lát mình sẽ hỏi ý kiến ảnh sau cái chuyện ảnh gắn hay không, thì hoặc là nói chung là tại vì làm dự phòng thôi, để có thể mình làm luồng hay là gì đó thì cứ để đó tính sau, mà cứ nên làm trước lỡ có trục trặc hay là có thiếu nước cho cái ô máy bơm á thì mình gắn thêm vô luôn, còn không thì thôi. Hoặc là để làm hút lửng. Tại vì về cái tính toán đường ống á, thì với ba hút đáy 114, ba hút mặt 60 thì khó, thì không chắc chắn là sẽ không thiếu nha các bạn. Nên và còn về riêng ống thổi luồng thì đi ba ống tổng là ba ống 60 rồi kẹp tất cả các ống thổi dọc theo bờ hồ, giống như theo thành hồ, giống như trang là hồ bơi đó các bạn. Cứ xen kẽ cái trên cái dưới, cái trên cái dưới, cứ xen kẽ nhau vậy để cho nó tạo luồng, nó đẩy phân đồ, đẩy chất dơ đồ về cái hút đáy, hút mặt đó. Và cũng được sơn đen bằng sơn Lincoat của hồ cá rồi các bạn. Ở bên này mấy chú mới tưới cây rụng lá xuống. Cái này không biết mai mốt cái dự án, cái phương án này thì chủ nhà tính sao thì để mai mốt mình coi, mình trao đổi với ảnh. Rồi đây là cái hồ nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi với các bạn vô cái tham quan cái lọc nha. Tất cả hệ thống hút mặt hút đáy thì ảnh đi về ô lắng, nhưng mà ô lắng nó rất là dài, các bạn thấy ô cực kỳ dài luôn. Ô này là dài tới 4 mấy 5 mét, gần 5 mét. Đây là hệ thống ống nó về đây. Nó nằm đều ở chỗ này hết. Nếu mà đúng hơn á thì những cái ô này nó phải nằm ở ngay đây nha các bạn. Nó nằm ở đây, nhưng mà do cái thế, các bạn thấy cái thế nhà không? Cái thế nhà đồ ống mà nó nhiều quá, nó đi về cực kỳ khó luôn.
với lại cái số lượng ống này cũng khá là nhiều, nên bây giờ sếp ở đây không có giống như Trang là nó khó quá, cái anh cứ làm cho nó rộng rộng ra. À, đến chính lại là các bạn là 4 hút đáy nha các bạn, 4 hút đáy, 3 hút mặt. Là nếu các bạn coi clip này á thì các bạn nên làm phía phía sau này nha, có nghĩa là giờ cái đóng ống này các bạn cố gắng làm ở cái phía này để có gì mà nó vừa vào á, cái mình gắn luôn cái bơm hút. Các bạn làm một cái lõm ở chỗ này nữa để mình gắn cái bơm hút, hút phân đi trực tiếp, hút đi liên tục luôn, cứ một ngày hút 2 lần thì phân nó sẽ ít lắm. Còn cái ô này từ đây tới đó sẽ bỏ chỗ cho các bạn. Về cái ô lọc thì nó quá dài nên nó không có còn làm là ống trên ống dưới gì các bạn, vẫn có, vẫn làm ở trên nè, bạn thấy vẫn làm ở trên, như cái điều là ở trên nhưng mà cũng không có, do nó nhiều ống quá nên thành có 2 ống ở giữa, 4 ống ở trên, các bạn thấy không, là đi qua ô số 2 sẽ là full xi mắc đó. Xi mắc thì các bạn xếp làm sao mà ở trước này chừa lại chỗ để phân ô lắng đó. Rồi cái ô qua ô thứ hai các bạn thấy đi ở dưới ha, đó thì cũng ở trên dưới đó, nhưng mà do nó to quá nên thành ở giữa giữa cũng, nhưng mà cũng ống chủ đạo vẫn ở dưới nha các bạn. Rồi qua ô này là ô đá, hiện tại á, hiện tại thì ô này thì mình sẽ đá, bỏ đá lông vũ và sứ thanh đó, ô rất là lớn nha các bạn. Mình quay góc quay nhìn nó nhỏ vậy chứ thật ra nó ở ngoài nó to lắm á. Còn bên này sẽ là hệ thống cấp nước, sau này sẽ gắn phao tự động, để khi mà máy bơm mà tự hút giờ hút đi thì phao nước sẽ tự đi xuống. Và ống thông ngang là ống 145 6 ống, từ hồi nãy giờ là ống 146 ống thông qua hết nha các bạn, thông qua. Rồi đây là ống luồng, và hai cái ống bên kia cũng là ống luồng. Ở đây mình không, ở đây không có xài thác nha các bạn, sử dụng tất cả đều là bơm PG, 2 bơm BG50 và 1 bơm BG35, tổng lưu lượng là 135 khối trên 1 giờ đó. Thì so với diện tích thì ảnh trừ mấy cái cục kia ra, nếu mà chưa trừ thì nó còn tầm khoảng chừng 80 khối á, trừ ra rồi chắc nó còn chừng 60 khối. Ống nước cấp vào ống 21 thì hơi nhỏ thì nước nó vào sẽ hơi lâu tí, và 21 làm mấy cái ống cấp nước vào làm ống 34 luôn nha, cho nước vào cho nó bự, cho nó đã. Rồi thì mình sẽ quay sơ lược qua vậy thôi, rồi một lát nữa mình làm xong á rồi mình sẽ quay thêm về cái phần lắp đặt khi làm xong. Tại bạn biết không, khi anh lúc đầu anh làm cái ống luồng này anh làm phát sinh thôi, có nghĩa là anh làm phát sinh thêm cái thành á, khi mà bây giờ một lát nữa bên mình sẽ lắp đặt thì nó hơi khó ăn xíu, là lúc thì nhét tấm xi mắc nó sẽ bị cứng cái đó, đúng không, nó cứng cái đó, nên mong là các bạn lúc các bạn tham vấn mình hỏi á, thì làm luôn một lần luôn để đừng để phát sinh cho cái ô mình nó đẹp, thứ nhất, thứ hai là đỡ tốn thời gian lắp đặt. Nó lắp đặt như vậy thì nó bị dính cái ống này thì bây giờ mình phải cắt, nhưng mà cũng không sao hết, nói chung phát sinh những cái lỗ nhỏ thì không sao, chủ yếu nhất á, chủ yếu nhất là đừng có bị mấy cái lỗi lớn, nhất là ống thông nè, ít nè, không đủ nè, hoặc là không có làm trên dưới để tận dụng được cái nguồn vật tư ấy. Mà thấy hồ cái lọc rất là dài luôn, cái lọc thì dài như vậy thì chất lượng lọc nước thì ok rồi, chỉ có cái là bơm luồng chưa đủ. Bơm luồng chưa đủ thì sau này sẽ tăng cường theo cái kiểu là quắn gắn quạt luôn nếu mà thả cá lớn, còn hiện tại đây là quán cà phê thì anh sẽ thả cá nhỏ. Các bạn thấy thường thường mấy cái quán mini á, quán 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 nhỏ, quán cà phê ở mình á thì hay xài những cái con cá mini á, tại để đang nói cái có điện thoại ở ở ở dưới miền Tây này, mình thấy mộ nghĩ mộ không có, không có chia từng cái khu, nó nằm khu nào khu đó, mà mình thấy nhà nào cũng có, điền lát có thấy không ạ, quá trời mộ luôn, ở bên kia đường cũng có, bên này cũng có luôn. Ở đây có mấy cái cây trồng vậy nè các bạn, vậy thì các bạn để ý, tại giờ mấy cái cây này nó lá mà nó rụng xuống á là nó sẽ làm nghẹt cái hút mặt, thì sau này cái
nó sẽ cực cho mình hơn đó, nên các bạn mới muốn trồng cái cây cho nó rủ ra ngoài á, hoặc là cái cây nào lá nhỏ hơn. À, chứ trồng quanh hồ cá mà cái cây này là dọn đuối luôn á, nó mà tới mùa rụng lá là phê luôn. Mà rồi các bạn thấy cái quán làm rất là đẹp không, ở phía bên này sẽ dùng cỏ cỏ nhân tạo đồ, ở sau kia thì đang trồng cây. Rồi lát nữa mình làm xong tiếp cái mình quay tiếp cho các bạn, cập nhật thêm các bạn về cái phần lọc nha. Rồi bạn, hàng về rồi nhưng mà từ trên trần Sài Gòn xuống nó chuyển sao mà thiếu tới 25 tấm xi măng luôn các bạn. Vậy là mình phải ở lại một ngày để đợi ngày mai mới về luôn. Vậy là hơi bị phê, tại vì cái cắt xi măng á là mình phải chủ động mình cắt, chứ còn để thật ra ở nhà cắt cũng được chứ không gì hết, nhưng mà mình muốn mình làm UV 7 cây sứ nè, đá Long Vũ mấy chục bao, chổi 280 cây, UV 7 cây, bơm hút phân nữa bạn. Bơm hút phân thì mình sẽ dùng bơm bơm Matra nha, bơm inox. Bơm này hơi tốn điện tí nhưng mà mình lấy loại 15 khối trên giờ thôi, thì nó chỉ có tầm mát của nó là 150W thôi, thì nó cũng không có tốn điện mấy. Rồi còn mấy cái bơm luồng là bơm BG PDH 50, thì bơm luồng thì nó dễ hơn. Bây giờ mình sẽ tiến hành bỏ đá Long Vũ rồi sắp xếp những cái vật tư có trước, còn xi măng phải đợi ngày mai các bạn. Rồi ở xa quá mà xuống đây làm thì thật ra sắp vật tư á thì khoảng chừng ngày xong thôi, nhưng mà bây giờ có nhiều khi nó trục trặc cái này kia, các bạn thấy không, nên nhiều khi nó sẽ kéo dài thời gian một tí. Không khí ở đây mát ghê luôn bạn, giống y chang ở Đà Lạt luôn á. Ở đây mình ra đằng sau mình thấy có một cái vườn đẹp quá không, trồng bí nè, bên kia có mía dừa, ở đây người ta trồng theo có cái luống nước ở chính giữa không bạn. Ở bên này trồng chuối cũng vậy luôn, trồng chuối cũng có mấy cái luống nước vậy luôn nè, mà không biết chuối gì hết. Ở đây quá trời trồng la ghim, ở đây nước nước thì không biết ở đâu chảy ra luôn, tự nhiên ở chỗ này nước chảy mạnh vậy đó. Ở trên này là bờ rồi, đá rồi. Các bạn mới gắn xong ba cái bơm, một cái bơm 35 nè, hai cái bơm 50, hai bơm 50 khối trên giờ, còn một cái bơm 35 khối trên giờ. Rồi bơm ra là ống 60 hết. Mới xếp được 8 thùng sứ thanh. 8 thùng sứ thanh nó chỉ được có chút xíu đó thôi, một bức tường thôi nha các bạn. Còn lại sau này thì sau này mình bổ sung giai đoạn 2, giai đoạn 3. Chứ còn tiền nó nhiều lắm các bạn, không thể nào mà xếp hết được. Và bữa nay cái cách kệ xếp của mình nó sẽ có một cái ngăn để chứa lắng. Ô nào cũng vậy, ngày mai có xi măng rồi mình xếp dồn về một phía, để cái chỗ bên lắng kia rồi nó đi qua lọc bên này. Cả xi măng cả chổi gì cũng vậy. Mình hôm nay mình chỉ mới được chép được chổi, rồi đổ đá với lại xếp sứ với lại đi máy bơm xong rồi. Ngày mai mình sẽ làm cái ô này cho đẹp lại, ô xi măng cho đẹp lại, gọn lại, rồi bắt đầu mới đi đèn UV, rồi bắt đầu là xong đèn lọc. Hôm nay mới đi được chừng này với lại hút mặt, với lại thổi luồng các bạn. Cái ô xi măng thì ô này là chứa 25 tấm này các bạn. Ô này chứa 25 tấm. Còn ô này chứa 280 cây chổi nha các bạn. 280 cây chổi, cực kỳ nhiều luôn. Do ảnh không có làm cái gờ á nên bên mình phải tốn thời gian nhét cái đó xuống cho nó cân bằng. Rồi mới gắn thổi luồng. Về luồng hồ thì các bạn cứ đi co, một bên tường là đi hướng đó và một bên tường đi hướng này. Đó, rồi còn thổi mặt thổi luồng á, lộn. Về hút mặt thì mình sẽ sử dụng hút mặt lamella, vì những cái hồ lớn sẽ cần những cái diện tích lớn để rác đồ nó nhiều á, phải có những cái giỏ rác như vậy. Đó. Rồi mai mình làm tiếp, mình cập nhật tiếp. Khá là mệt rồi. À quên nữa, mình nói với các bạn về cái hầm, nắp hầm lọc là bằng khung sắt và cái nắp bằng bằng gỗ, nó rất là nhẹ luôn. Nó nhẹ hơn cái nắp nhựa giả gỗ nha các bạn. Bữa mình làm cái công trình kia mà cái nắp nhựa giả gỗ khi muốn phê luôn. Rồi bạn, chính xác là làm 2 ngày các bạn. Hồ 80 khối thì nó hơi lớn nên cuối cùng làm hơi lâu. Làm 2 ngày mới xong lọc, hay là 2 người. Tại do xa quá nên bắt buộc là mình phải không có đi đông người được.
À, với lại mọi người coi video rút kinh nghiệm, muốn muốn cái hàng chổi mà đẹp á là bạn xây một cái gờ để cho nó khỏi bị mình phải đo cái cây dài hơn á, nên lúc mà bỏ xuống nó hơi cong, nó không được đẹp. Còn chỗ này sẽ là cái máy bơm chất thải để trên kia. À, anh chủ nhà anh tự gắn, bên mình chỉ thi công vật liệu lọc thôi. Rồi sau khi nước lên đụng chổi sẽ qua ống thông là 140 nhân 6 ống, xong qua cái chỗ này mình sẽ chừa một cái khung lắng để khi mà cuối năm á, hoặc là một năm các bạn có vệ sinh á, thì cái lắng ở chỗ này thì các bạn chỉ cần bỏ cái bơm xuống hút lắng lên, và tất cả các ô để mình đều làm như vậy nha. Còn xi măng thì các bạn cứ xếp sao cho nó có đường lớn, đường nhỏ để cho nó nước nó qua đủ mạnh và phân đồ nó giữ lại hết. Trong xi măng thì có vi sinh, nuôi vi sinh được, nên các bạn cứ yên tâm. Rồi cũng nói chung mình làm cũng cố gắng lắm mới được đẹp như vậy đó các bạn. Rồi qua này thì cái ô đá rất là lớn, nên 20 bao lông vũ chỉ để được một nửa thôi, nên mình chặn là một nửa. Còn cái này mấy muốn các bạn có bổ sung giai đoạn 2 á, bỏ đá hoặc là bỏ cây nét cũng ok luôn đó nha. Rồi các bạn thể sủi luôn đây đó. Rồi cũng ống thang ngang qua đây, rồi đụng đá, rồi qua bữa này thì cũng vậy, mình cũng chừa một cái ô lắng đó, một cái ô nó lắng xuống dưới. Khi qua thì sau này một khi các bạn xả ô lắng thì các bạn chỉ cần bỏ cái bơm xuống hút lên. Rồi qua bên kia là ba cái bơm. Hôm qua giờ mình quay nhiều ba cái bơm rồi. Ba cái bơm thì các bạn cứ bơm BG thì nó tiết kiệm điện, nên các bạn cứ đi ống nối ra ống 60 hoặc ống 90 để đi ra luồng thôi. Rồi hôm nay mình chỉ lên chạy tới An Giang này để thi công cái vật tư như thế này. Đó, nên các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Bye bye.